Vâng, xin chào mừng tất cả quý vị các bạn cùng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thắng Hoàng. Thì hôm nay thì Thắng Hoàng cũng sẽ test cho các bác để các bác có thể là cảm nhận cái dòng loa mà Thắng Hoàng vừa mới đem về để bán cho các bác. Thì ở đây là các bác có thể nhìn thấy tất cả cái càng Thắng Hoàng đã bóc ra rồi. Đây là một trong những cái dòng loa của DCK. Đấy, dòng loa của CK thương hiệu Đức. Thì bây giờ xin mời các bác hãy xem sơ qua về chiếc loa và Thắng Hoàng sẽ test cho các bác nghe cái đôi loa này thì để các bác đánh giá chất lượng và nó cũng tương đương với đồng tiền mà các bác đánh giá luôn. Thì cái này thì Thắng Hoàng cũng sẽ chưa báo giá luôn, mà xin mời các bác hãy cùng lắng nghe và đánh giá về chất lượng đôi loa này, xem nó xứng đáng nó nằm ở cái vị trí nào các bác nhé. Bây giờ thì xin mời các bác này. Các bác cảm giác nghe cái đây là cái nhạc này là nhạc G-Mix. Các bác cảm nhận cái chất lượng mà độ mạnh của đôi loa. Và bây giờ thì em sẽ mở cho các bác là để các bác nghe cái nhạc bolero, liên khúc bolero nhỉ. Có khách họ gọi đến cho nên em cũng xin phép là em khép lại cái video ở đây, và tất cả sẽ do ý kiến của các bác đánh giá về chất lượng đôi loa này. Sau khi các bác đánh giá xong thì em sẽ thông báo luôn cho mọi người về chi tiết của sản phẩm cũng như là cái mức giá cân đối giữa sự đánh giá của tất cả mọi người, tất cả khách hàng các bác nhé. Mọi người xem video nhấn đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật video tiếp tục và giới thiệu về những các cái sản phẩm âm thanh ở bên cửa hàng Thắng Hoàng. Và xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video của Thắng Hoàng. Xin chào mọi người nhé.